chơi với ai? Cà phê sữa đá, mở ra bỏ đá uống ngay.
chú nói nghe mà suy nghĩ sao mà mạ chơi vậy ai chị... mạ không bán như vậy được. Thôi Diễm đi về, Diễm đi hát đi. Cái vấn đề này là các bạn về buôn bán của chúng em. Diễm đừng có hát nữa em. Nói mấy chị hay, mấy chị lại đây. Em bạn này, mua một cái tặng bộ luôn. Mua một tặng bộ, mua một tặng luôn gặm nè. Tặng luôn đi. Em không đi bán, tặng luôn gặm nè. Mua một tặng luôn gặm nè. Trời ơi, mấy chị làm như vậy sao mà được. Bây giờ đó, cà phê bên này các chị uống chưa? Ui, rất là ngon. Đổ vào nước đá là uống ngay. Thiệt không nhé, cà phê đó chưa bao giờ thử. Nhưng mà nghe chị nói đó, mua hai tặng một. Nghe mấy chị mua cái em cho luôn một gặp. Không trong một, cho luôn một gặp luôn. Ôi trời luôn ơi, luôn. Giận quá. Cà phê của Quốc Việt rất là ngon. Con vẫn còn nghề xanh.
Thank you.
mời các hoa hậu chuẩn bị nhé. Ai có mang theo áo, áo lấp lánh, áo hột xoàn, áo hột trắng, hột nâu, hột vân vân, vỗ thay liền để chúng ta ra để chuẩn bị hoa hậu. À, thưa quý vị cũng như quý anh chị, đây là những chị, những em, những cháu rất là xuất sắc trong phần mà giúp công ty Quốc Việt quảng cáo những sản phẩm của công ty mỗi một cuối tuần tại các chợ. Và kính thưa quý vị, sản phẩm chúng tôi bán được hay không là nhờ các em ở nơi đây và các chị ở nơi đây. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn. Và một người đẹp mà vừa rồi Lisa cũng có giới thiệu đến quý vị, từ San Jose đến đây và cũng nhờ chị trong vấn đề marketing ở San Jose. Xin được mời chị Tường Lan. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho người đẹp. Và mời chị Tâm. Chị Tâm với chị Tường Lan là đại diện cho Quốc Việt ở trên vùng San Jose. Hôm nay rất là hân hạnh được có mặt của hai chị ở đây. Nhà đường xa xa xôi nhưng một lá trồng xanh thắm đường yên, cứ mỗi chiều về tan bụi giờ em còn hoài dòng bóng chiều. Anh hứa với em khi mình nên duyên em nào một lá trầu xanh không nên giờ nên trồng cao thắm trầu xanh cùng thêm đồn thêm nồng mỗi sáng tinh sương em cánh trầu ra chợ trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền dối mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan lỡ chuyến hẹn hò tình nghiêng đôi lứa dạ xin hết. Vậy thì xin được mời anh xã, xin mời anh xã lên đây với em xã rồi để chụp một tấm hình. Xin phỏng vấn chị một tí xíu là chị cảm thấy như thế nào khi được trúng giải hoa hậu duyên dặm. Xin anh cho cảm tưởng là anh cảm thấy thế nào khi chị được trúng giải duyên dặm. Hôm nay là trong bà xã rất là duyên dáng. Nhiều khi các anh không nhìn ra cái duyên dáng của các chị cho tới khi đụng chuyện mới thấy phải không ạ? Dạ, rồi chúc mừng đến với anh chị CEO. Bây giờ thì anh Tuấn cũng đang bận. Thôi thì chúng ta chụp những tấm hình làm kỷ niệm. Dạ. Rồi sau đây xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Sau đây thì xin được mời board member đi. Anh Khanh ơi, anh Khanh đâu ạ? Xin mời anh Khanh. Anh Khanh sẽ đem đến may mắn cho một hoa hậu. Hoa hậu này là áo dài đẹp nhất bên này, em đẹp nhất bên này. Số 7. Số 7 bao giờ cũng là số lucky. Em đẹp nhất bên này, cô Trung Ly. Chúng tôi được biết là anh xã của Julie là anh Hòa có mặt
mặt ở đây. Đêm nay xin mời anh Hòa lên đây để cùng chụp với vợ mình một chiếc áo thật là sang cả. Mời anh. Xin chị Julie cho biết cảm tưởng. Chưa bao giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm hoa hậu phải không? Nhưng hôm nay chị đã được hoa là hoa hậu áo dài đẹp nhất. Hoa hậu cũng mất diễn. Đúng rồi, một trăm tay. Cảm ơn chị Julie. Cảm ơn anh. Và tiếp tục thì chúng tôi xin được mời chị, xin được mời chị Teresa Hương, chị lên đây để chị bốc một số may mắn, biết đâu lại là số 15. Đây là số của Á hậu Second Runner. Số 4. Á hậu số 4. Quá là đẹp. Và hôm nay thì thấy rằng hình như là các anh đem các chị đi thi hoa hậu rất tâm. Á hậu này cũng có một anh xã ngồi đâu đó. Xin mời anh xã của Kim Liên. Anh chị là một kỷ niệm. Xin cảm ơn anh chị thật nhiều. Và tiếp tục sẽ là phần giải thưởng đến với hoa Á hậu First Runner Up. Oh, xin lỗi, mình không có First Runner Up. Như vậy là chúng ta đã cho quà quên mất một món quà nha. Thì bây giờ sẽ là phần giải thưởng cho hoa hậu của Quốc Việt năm 2017, thưa quý vị. Và bây giờ mới là phần rất là quan trọng. Xin ban nhạc cho nhạc lên và xin mời tất cả các thí sinh còn lại đi một vòng, và vòng này phải đi dần, kêu là phải thật là xinh xắn, thật là đẹp hơn nữa để cho chúng ta đều được cái may mắn đó. Xin bắt đầu từ cô Kim. Cô Kim đi trước và chúng ta đi một vòng tròn nhé. Cô nhìn có những nỗi buồn, cô
ở đây đã nhìn thấy hết các nét đẹp của các thí sinh rồi. Nha, không còn nét đẹp nào mà chưa thấy. Thì bây giờ xin được mời thấy rằng hình như là president của chúng ta cũng bớt việc rồi phải không ạ? Bởi vì đây là món quà mà không thể nào không có anh Tuấn. Xin mời anh Tuấn, anh trở lại đây. Đây là món quà cuối cùng của đêm thi hoa hậu. Đêm nay của tất cả các thí sinh từ các quốc gia đến đây. Và hình như là các quốc gia tuy rằng ở xa nhưng mà cùng một màu da. Và thêm một cái là cũng cùng một ngôn ngữ. Bây giờ anh Tuấn anh khoan đọc số. Bây giờ thì các chị em hãy nhìn người bên cạnh và nói với nhau rằng nếu mà không phải là chị thì chị đừng buồn em nhé. Một số con vịt. Các chị nghĩ coi số con vịt là số gì? Bắt đầu với số 1. Để coi ai không có số 1. Ai cũng có số 1 hết. Và kế tiếp là số 2. Một người đẹp từ San Jose đến tới nay. Chị đã trở thành hoa hậu của công ty Quốc Quyền. Nhưng mà đặt tại vì đặt mắt quá cho nên người trên đường về chưa có kịp. chưa về tới. Một lần nữa đây, hoa hậu Tường Lan đến từ San Jose. Và cô thật là xứng đáng là hoa hậu tối nay, bởi vì dáng rất thật là đẹp, áo cũng thật là đẹp, nụ cười thật tươi. Dạ, và đây, hoa hậu của Quốc Việt năm 2017. Và sau đây thì mình cũng xin được bảo một vài lời tâm tình với các chị em mà đứng ở lại. Xin mời các anh xã của các chị em đang đứng đây lên dắt về chỗ. Chị ăn thật nhiều, tuy rằng mình không được phần thưởng gì cả, nhưng nãy đến giờ mình cũng xuống được 5 house, bởi vì mình cứ đi vòng phải rồi vòng trái đi qua đi lại. Cảm ơn các chị ăn thật nhiều. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ với phần dạ vũ. Xin mời quý vị đáp sang khiêu vũ với thể điệu nhớ một chiều em đến thăm mình ngoài trời mưa.